Hello, xin chào các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình nha. Và hôm nay mình cảm nhận về một cái video mà hôm trước mình có lướt trên Facebook á, thì mình vô tình mình thấy một cái bạn đó chia sẻ cái video này ở trên YouTube. Và mình cũng tò mò và mình lên YouTube để mà mình tìm kiếm mình xem. Thì đây là cái video của đài truyền hình Vĩnh Long nha các bạn. Đấy, thì cái video này tới thời điểm hiện tại thì nó cũng được 17.000 lượt xem rồi. Đó. Và hôm trước mình có đăng một cái bài trên tách cộng đồng của cái kênh YouTube của mình luôn á, thì mình có chia sẻ cái video này kèm theo cái đường link. Các bạn nào mà muốn xem hoặc là chưa xem á thì các bạn có thể vào cái đường link mình ở trên tách cộng đồng của mình nha. Đấy, các bạn chỉ cần nhấp vào và xem thôi. Đấy, thì cái video này á là người ta nói về á là nuôi chuột hamster là làm cảnh hay là nuôi bệnh ở trong nhà. Đó. Thì á mình thấy trong cái kênh của mình á thì cũng có khá là nhiều bạn đấy rất là lo lắng về vấn đề là nuôi hamster là nó có sẽ bị là lây bệnh cho mình hay là không. Đó, thì hôm nay mình sẽ nêu cái cảm nhận riêng của mình để trong quá trình mình nuôi hamster như thế nào và sẽ cho các bạn biết là nuôi hamster nó có bị bệnh hay không, để cho những bạn nào mà mới chuẩn bị nuôi hoặc là đang nuôi hoặc là chuẩn bị bắt đầu nuôi á thì các bạn sẽ an tâm hơn nha. Ok. Rồi, thì các bạn nào mà chưa xem video này thì vào tách cộng đồng xem nha. Nói chung là mình nuôi hamster á, thì từ lúc mà mình bắt đầu nuôi đến thời điểm hiện tại á, thì nó rơi vào khoảng là 5 năm các bạn. Đấy, một thời gian mà nói chung là không phải gọi là ngắn quá mà cũng không phải là dài quá. Đấy, thì trong quá trình 5 năm đó mình nuôi á, là mình có từng nuôi tất cả các dòng hamster từ Robo, Winter White, Bia, Campbell. Và thời điểm hiện tại mình đang nuôi á, là mình đang nuôi một con Bia. Đấy, con Bia huyền thoại của mình á, với lại Winter White thôi. Còn Campbell á, thì mình không có nuôi nữa. Đấy, tại vì sao mà mình không nuôi Campbell nữa thì một tí nữa mình sẽ nói sao cho các bạn nha. Rồi, thì trong cái quá trình mình nuôi 5 năm đó thì mình nuôi rất là nhiều dòng hamster và cũng như là mình bị nó cắn rất là nhiều. Đấy, và chủ yếu là dòng Campbell thì nó sẽ cắn mình nhiều hơn, tại vì dòng Campbell là nó rất là hung các bạn. Đấy, thì mình nuôi á, thì từ đó đến giờ là mình cũng bị nó cắn rồi, mình cũng vệ sinh đồ cho nó hàng ngày. Đấy, mình á, thì khi mà mình vệ sinh cái bồn cơ này cho nó thì mình sử dụng tay không luôn. Đó, có bạn nào mà kỹ thì các bạn có thể sử dụng bao tay. Đấy, còn mình sử dụng tay không luôn, mình vệ sinh cho nó xong rồi mình sẽ rửa tay lại bằng xà bông cho nó sạch. Đấy, còn bạn nào sử dụng bao tay thì nó kỹ hơn cũng rất là ok. Đấy, rồi thì mình nuôi như thế thì một khoảng thời gian dài như thế mà mình thấy mình vẫn bình thường đó, chứ chẳng có bệnh hoạn gì xảy ra hết trơn đó. Mình thấy cũng có nhiều bạn đấy, hôm trước mình có đăng một cái bài trên tách cộng đồng đó về cái video hồi nãy mình nói á, thì cũng có nhiều bạn nói là mấy bạn nó nuôi một khoảng thời gian dài rồi mà nó cũng bị cắn đồ bình thường, nhưng mà nó cũng đâu có bị bệnh hoạn gì đâu. Đấy, và nếu như mà các bạn để ý á thì ở trong cái video của đài truyền hình Vĩnh Long á thì người ta chỉ nói về là phỏng đoán và nó dạng như là chuột hamster nó có khả năng lây bệnh thôi, chứ người ta chưa nói là có bất kỳ cái trường hợp nào hoặc là có bệnh nhân nào bị bệnh do chuột hamster lây truyền qua. Đấy, nếu như mà các bạn để ý thì các bạn sẽ thấy được cái điều đó. Và nếu như mà có người nào mà bệnh hoặc là bị tử vong hoặc là bị nhiễm bệnh từ con chuột hamster á thì chắc chắn là cái đài truyền hình Vĩnh Long nó sẽ gọi là thêm vào cái video đó rồi. Và với lại là chuột hamster á thì khi mà nó được nuôi ở trong trại sinh ra á thì nó sẽ được ăn những cái loại thức ăn rất là sạch. Đấy, ví dụ như là người ta chỉ cho nó ăn những cái loại ngũ cốc, ví dụ như hạt đậu rồi bánh mì rồi đại khái vậy thôi. Đấy, chứ nó không có ăn tạp, ăn dơ như là những con chuột cống các bạn. Những con chuột cống thì nó có thể là nó ăn xác con này con kia thì nó sẽ rất là dơ. Đấy, và nó sẽ cái khả năng nó bị nhiễm bệnh rất là nhiều. Còn đối với cái con chuột hamster này á thì nó ăn những cái món đồ ăn rất là sạch. Đấy, cho nên là nó sẽ không có bị nhiễm bệnh gì rồi là nặng cho lắm. Đấy, nếu như mà nó có nhiễm bệnh gì đó thì nó dạng như là bệnh nhẹ nhẹ thôi. Đấy, chứ nó không có bệnh quá nặng. Và đó là những cái chia sẻ của mình trong quá trình một cái thời gian 5 năm như thế và mình nuôi hamster thì mình chưa bị gọi là bệnh hoạn hay là cái gì cả. Đấy, và mình thấy thì theo mình thấy thì ở Việt Nam này thì chưa có ai bị bệnh hay là bị là tử vong hay là sao đó mà do hamster nó truyền qua. Đấy, nó truyền bệnh qua. Đấy, người ta chỉ là phỏng đoán là đại khái vậy thôi. Đấy, chứ còn ai bệnh hay là bị truyền bệnh hay không thì mình không biết chắc chắn 100% hay là. Và nói đi đó thì cũng phải nói lại thì hamster là một loài chuột ngậm nhấm là thứ nhất. Đấy, thứ hai á là nó lại là được du nhập vào Việt Nam và nó sẽ được người Việt Nam ta lai tạo ra. Đấy, cho đẻ ra rất là nhiều, tại vì cái loài chuột này nè nó sinh sản rất là nhiều, nó sinh sản cũng rất là dễ đó các bạn. Đấy, cho nên người ta cho đẻ rất là nhiều. Và đi theo với đó là nó sẽ có rất là nhiều cái khả năng là nó sẽ bị nhiễm bệnh. Đấy, và để mà các bạn nuôi hamster an toàn và nó không bị bệnh, đấy, nó không bị cái nhiễm bệnh bậy bạ, thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho những bạn những cái điều sau đây mà các bạn cần lưu ý trước khi các bạn nuôi hamster và trong quá trình các bạn nuôi hamster luôn nha. Đấy, để cho các bạn an tâm. Đấy, cho trong quá trình các bạn nuôi hamster thì các bạn sẽ không, bảo đảm là 90 đến 100% là bạn sẽ không bị bệnh từ nó truyền qua. Ok,
Đấy, nếu như mà con chuột hamster của bạn nó đang bị bệnh. Đấy. Và sau đây là những điều mà các bạn cần làm và thực hiện mà trong quá trình các bạn nuôi hamster, cũng như là những bạn nào mà chuẩn bị nuôi hamster thì các bạn cần lưu ý những điều này nha. Và những điều này thì mình cũng là chia sẻ cho các bạn thôi để mà các bạn an tâm trong quá trình các bạn nuôi hamster, cũng như là các bạn bớt gọi là bớt sợ đi. Đấy, bớt sợ cái việc là hamster nó lây truyền bệnh cho các bạn nha. Và cái điều đầu tiên đó chính là các bạn phải lựa chọn cái dòng hamster trước khi mà các bạn nuôi. Thì hiện tại là trên thị trường là nó sẽ có là 4 dòng hamster. Thứ nhất là Bia, Winter White, Campbell và Robo. Thì mình khuyên các bạn là mua dòng hamster nó hiền, đấy, nó không cắn nha. Đấy, thì dòng hamster hiền là sẽ có Robo nè, đấy, Winter White và Bia. Còn Campbell thì gọi là cái tính nó rất là hung, đấy, đa số rất là hung. Và các bạn mua về là các bạn phải gọi là thuần hóa nó lại, cái các bạn phải chăm sóc hoặc là chơi với nó nhiều hơn. Đấy, thì cái khả năng của nó hiền thì cũng rất là thấp các bạn. Đấy, khoảng đâu đó là 40% thôi. Đấy, còn có con thì nó các bạn thường hoài luôn, các bạn cứ là chơi với nó hoài luôn thì nó vẫn hung như thường. Đấy là dòng Campbell. Campbell thì các bạn nuôi trong quá trình các bạn nuôi thì chắc chắn là các bạn sẽ bị cắn. Đấy, mà nếu như mà cái con đó mà nó bị bệnh gì đó thì nó cắn bạn thì có thể là bạn sẽ bị nhiễm bệnh từ con đó. Đấy, cho nên là mình khuyên các bạn là mua những con nào mà nó hiền. Đấy, các bạn có thể ghé shop để mua luôn cũng được. Đấy, các bạn tự tay các bạn chọn những con chuột hamster nào nó hiền thì các bạn mua. Và mình nói luôn là dòng hamster Winter White, Robo với lại Bia đâu đó thì cái bản tính nó là hiền sẵn rồi, nhưng mà cũng có một vài con đó thì cái tính nó rất là cũng khá là hung. Đấy, nó vẫn cắn bình thường à, cho nên là các bạn lưu ý là các bạn chọn những con nào hiền thì các bạn mua về các bạn nuôi, còn nào con nào dữ thì các bạn để nó ở shop đi ha. Rồi, và cái điều thứ hai là các bạn phải lựa cái shop nào mà người ta bán chuột uy tín. Đấy, chuột người ta gọi là có sức khỏe, đồ an toàn, đấy, và nguồn gốc rõ ràng thì các bạn hãy mua ha, chứ các bạn đừng có mua những cái con chuột mà người ta bán ở ngoài cổng trường hoặc là bán ở ngoài dĩa hè rồi ha. Đấy, thì những cái con chuột đó có thể là nó bị bệnh hay là nó bị sao đó thì người ta ra người ta bán rẻ hoặc là bán sao đó cho các bạn. Đấy, thì nó sẽ không có lợi là bảo đảm cho lắm. Thì các bạn nên là vào những cái shop nào lớn tí là sau đó, hoặc là cái shop nào mà bạn thấy tin tưởng. Đấy, có nhiều người ta tin tưởng, người ta mua rồi thì các bạn hãy vào mua nha. Đấy, thì hiện tại Việt Nam chúng ta thì chuột này người ta cho đẻ rất là nhiều, cho nên là các bạn cần lưu ý cái điều đó nha. Thế thôi, là các bạn mua ngay một con chuột bệnh mà nó về mà nó cắn bạn một cái nữa thì cái phần trăm mà lây bệnh thì cũng có thể đó. Rồi, và cái điều thứ ba đó là trong quá trình các bạn nuôi thì thứ nhất là cái lót chuồng. Đấy, lót chuồng thì các bạn có thể lót mùn cưa hay là cát sang gì đó thì tùy theo các bạn. Đấy, mọi người sẽ có một cái sở thích khác nhau. Thì á, nếu như mà các bạn lót mùn cưa hoặc là lót bất kỳ lót chuồng nào khác thì khoảng 2 đến 3 ngày các bạn thay cái lót chuồng đó một lần nha. Đấy, ví dụ các bạn lót mùn cưa thì cũng vậy luôn. Hôm trước có một bạn hỏi mình là lót mùn cưa thơm với lại mùn cưa thường thì cái thời gian thay chuồng nó có khác nhau hay không? Thì mình nói bạn luôn là cái thời gian thay chuồng nó vẫn như nhau. Đấy, khoảng 2 đến 3 ngày các bạn thay chuồng một lần. Chứ cái mùn cưa thơm thì nó chỉ gọi là thơm một khoảng thời gian nhất định thôi, chứ nó không phải là thơm hoài đâu ha. Đấy, các bạn vẫn cái thời gian thay chuồng thì vẫn như là mùn cưa nén, mùn cưa cây bình thường thôi nha. Thì đối với cái lót chuồng thì các bạn phải chịu khó. Đấy, cái lót chuồng là nơi mà nó hamster nó đi vệ sinh nè, cũng như là nó đi tiểu nè, nó đi ỉ rồi đó, thì nó sẽ ở trong cái lót chuồng hết. Đấy, vì thế là nếu như mà các bạn là làm biến vệ sinh cái lót chuồng thì sẽ gây ra là rất là nhiều cái vi khuẩn ở trong đây. Đấy, cũng như là ảnh hưởng đến sức khỏe của con hamster của bạn rất là nhiều. Đấy, và dẫn đến là hamster của bạn nó bị bệnh lặt vặt, như là bị sổ mũi hoặc là bệnh tiêu chảy hoặc là bệnh gì đó vân vân vân. Đấy, thì các bạn lưu ý nha, rất là quan trọng, cái lót chuồng rất là quan trọng. Đấy, khoảng 2 đến 3 ngày thì các bạn thay chuồng nó một lần. Đây, ví dụ như là cái mùn cưa này nè, đấy nó cũng nở khá là nhiều rồi nè. Đấy, hôm trước mình lót một lớp mỏng thôi mà nó đi tiểu thì 2 đến 3 ngày rồi đó. Khoảng 2 đến 3 ngày đó thì một tí nữa mình sẽ thay cái chuồng cho nó nha. Đặc biệt là mùa hè á thì hamster nó uống nước rất là nhiều. Đấy, đồng nghĩa với việc là nó đi vệ sinh rất là nhiều, cho nên là các bạn chịu khó thay chuồng thường xuyên cho nó một tí thì thứ nhất là sẽ đảm bảo sức khỏe cho nó này, và nó sẽ không bị bệnh. Đó, và thứ hai là nó sẽ đảm bảo cái sức khỏe cho người nuôi luôn. Và tiếp theo là về cái ăn uống với lại bình nước đồ cho nó. Thì về thức ăn thì các bạn có thể mua thức ăn ngũ cốc cho nó ăn. Đấy, thức ăn ngũ cốc thì nó sẽ ăn tới già tới chết luôn, là nó sẽ ăn cái loại thức ăn ngũ cốc đó. Đó là con chuột cảnh thì nó chỉ ăn như đó thôi. Ngoài ra thì các bạn có thể mua thêm thức ăn dặm là rau củ gì đó, rau củ thì các bạn cho nó ăn vừa phải thôi. Thế thôi là nó sẽ bị bệnh tiêu chảy, cho nó bổ sung thêm chất dinh dưỡng cho nó ha. Rồi, còn đối với cái bình nước á thì các bạn cho nó uống nước sạch nha. Đấy, nước sạch các bạn có thể cho nó uống nước fountain ở nhà cũng được. Đấy, còn bạn nào kỹ nữa thì các bạn cho nó uống nước chính cũng được, hoặc là nước suối cũng được. Đấy, nói chung là nước sạch. Và các bạn tốt nhất là đừng có cho nó uống những cái loại nước có ga hoặc là nước có đường nha. Đấy, cho nó uống nước bình thường thôi là ok rồi. Về chuồng trại đồ á thì hôm trước mình hôm kia mình có làm một cái video vệ sinh chuồng bằng nước xà bông rồi đó. Thì mình khuyên các bạn thì khoảng tháng thì các bạn nên lấy mấy cái chuồng nó ra tổng vệ sinh nha. Các bạn rửa xà bông rồi rửa nước rồi đem đi phơi nắng chuồng đồ cho nó sạch sẽ ha. Còn nếu như mà các bạn nuôi ít ít thì các bạn có thể làm cái đó mỗi ngày cũng được. Đấy,
sinh mỗi ngày rất sạch sẽ. Chuột hamster mà nó có bị bệnh hay không và hay là nó có lây bệnh qua người nuôi hay là không á, thì cái đó là còn do người nuôi đấy rất là nhiều đấy, đa phần là chủ yếu là do người nuôi đấy. Nếu như bạn là một người yêu mến chuột hamster đấy, các bạn nuôi với một cái tâm á là các bạn yêu mến nó đấy, trân trọng nó, thì các bạn gọi là vệ sinh đồ cho nó thường xuyên đấy, chuồng đồ nước uống rồi thức ăn đồ gì sạch sẽ cho nó thì đảm bảo là nó sẽ không bị bệnh đó. Còn nếu như mà các bạn nuôi dạng như theo phong trào á, mình thấy cũng có khá là nhiều bạn ở trên kênh mình nuôi theo phong trào á, nuôi khoảng vài tháng thấy chán cái bỏ nhỏ bù lơ bù lắc luôn đấy, không thèm thay chuồng luôn đấy, cũng có bạn không thèm cho nó ăn luôn. Thì các bạn nuôi á thì các bạn phải gọi là trước khi mà các bạn nuôi á là các bạn phải xác định là phải chăm sóc của nó trong khoảng một thời gian dài. Hamster á thì cái tuổi thọ của nó chỉ khoảng là 3 năm thôi, 3 đến 4 năm là cùng rồi đấy, trong một thời gian cũng khá là ngắn thôi ấy. Và nếu như mà bạn yêu mến là chuột này á thì hãy nuôi, còn không á thì các bạn có thể là chọn những cái loại thú cưng khác mà nuôi ha. Đấy thì các bạn chịu khó vệ sinh cũng như là dọn dẹp đồ đầy đủ cho nó ăn uống đồ sạch sẽ thì đảm bảo là nó sẽ không bị bệnh. Và với lại là các bạn phải lựa chỗ nào mà người ta bán chuột uy tín nha. Đấy, chuột người ta là không có bị bệnh sao đó, hay là chỗ nào mà các bạn quen biết hay là sao đó thì các bạn hãy mua. Còn cái chuột mà nó không rõ nguồn gốc, các bạn thấy gọi là nghi ngờ á thì các bạn đừng có mua ha. Có khi là con chuột của nó bị nhiễm bệnh sẵn hay là sao đó thì nó có về mà nó cắn bạn cái nữa thì có thể là các bạn sẽ bị bệnh. Đấy, thì các bạn còn tùy theo các bạn rất là nhiều. Đấy, các bạn hãy gọi là lựa chọn con chuột mà sạch nè ha, con chuột đẹp, con chuột không bệnh các bạn về nuôi. Và trong cái quá trình nuôi thì các bạn hãy chịu khó vệ sinh đồ chuồng trại sạch sẽ thì hamster của bạn nó sẽ, thứ nhất là nó sẽ không bị những cái bệnh lặt vặt. Hamster mà nó bị bệnh á thì mình thấy là khá là khó trị nha các bạn. Tại vì chuột này là nó không có cái thuốc đặc trị, thuốc mà điều trị bệnh riêng cho nó, mà người ta chỉ gọi là sử dụng những cái thuốc thay thế cho chó mèo hoặc là thuốc gia cầm gì đó. Đấy, người ta thay thế để chữa bệnh cho nó thôi, và người ta sẽ pha với một cái lượng vừa phải để cho nó uống thôi. Đấy, và nếu như mà các bạn có mua thuốc cho nó uống á ở ngoài tiệm thuốc đó thì các bạn phải hỏi kỹ nha. Còn không thì các bạn lại cái chỗ mà người ta điều trị bệnh thuốc y rồi á thì các bạn hỏi người ta. Đấy, các bạn đem con chuột này đó để mà người ta gọi là cho nó uống thuốc đồ là đúng mức ha. Còn nếu như mà các bạn cho nó uống thuốc bậy bạ thì nó sẽ bị sốc thuốc và nó sẽ chết ngay luôn á. Ok. Rồi, và đây là hôm nay mình sẽ chia sẻ với lại cảm nhận về cái video ở trên truyền hình Vĩnh Long cho các bạn xem. Đấy, thì các bạn cứ yên tâm mà nuôi bình thường ha. Đấy thì mình ở Việt Nam mình thì hiện tại thì người ta nuôi rất là nhiều. Đấy, cái loài chuột này thứ nhất là nó rẻ các bạn, thứ hai là nó rất là dễ thương. Đấy, mà người ta mua rất là dễ cho nên người ta mua rất là nhiều luôn. Và mình cũng chưa thấy cái trường hợp nào mà người ta bị lây bệnh hoặc là bị là tử vong do cái chuột này nó gây ra hết. Đấy, cho nên các bạn cứ yên tâm mà các bạn nuôi ha. Còn nếu như mà có ai mà bị lây bệnh gì đó thì mình sẽ thông báo những cái video sau cho các bạn ha. Rồi, và video của mình đến đây cũng sẽ kết thúc. Và nếu như mà các bạn thấy hay thì đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe để ủng hộ mình nha. Rồi, và khoảng ngày mai hoặc là ngày mốt gì, nếu như ngày mai mà có video gì ngắn ngắn thì mình sẽ quay lên cho các bạn xem. Còn không thì ngày mốt có video nha. Rồi, và cảm ơn các bạn rất là nhiều và chúc các bạn có một ngày tốt lành. Bye bye.